Đấy. Chụp cái gì? Đầu đang ấy quay mấy bác thợ quê Thái Bình lên. Thái Bình đấy. À, này. Đây thằng em ơi, này. Rồi, bye bye. Vâng. Ừ. Ok. Đấy. Bye bye, rồi dư về cũng bye bye. Này. Ừ. Đi, tôi quay video cái. Tối nhỉ? Được rồi, sáng rồi. Ok rồi. Chào tất cả các bạn nhé. Mời các bạn hôm nay lại theo dõi mình đắp một con phù điêu bằng chất liệu xi măng cát các bạn nhé. Mời các bạn theo dõi video nhé.
cái quá trình cái con phù điêu đồng tiền như thế là đã xong các bạn nhé. Đấy, con này là làm theo yêu cầu của chủ nhà các bạn ạ. À, đây là nơi chia sẻ và giao lưu, các bạn hãy đăng ký kênh, anh em mình cùng trao đổi về kỹ thuật. Và cách làm phù điêu xi măng cát các bạn nhé. Thì các cái con phù điêu thì ở khu vực này là người ta rất là chuộng cái con phù điêu đồng tiền các bạn ạ. Vì thế cho nên là người ta gọi là quan niệm đồng tiền nó sẽ mang đến tài lộc cho gia chủ, nên rất là nhiều người lựa chọn các bạn nhé. Chỉ có đồng tiền thì mới là tài lộc.